Chào mọi người ha. Hôm nay là mình sẽ review cây sung Đài Loan siêu trái cho mọi người xem. Thì mọi người thấy là đây ha, đây là cây sung Đài Loan siêu trái nha mọi người. Đó, thấy không? Cây này rất đẹp nha mọi người, dáng đổ đàng hoàng ha, cây chân đồ cũng ấy lắm ha, ở dưới gốc nó còn có trái luôn mọi người. Đó, dưới gốc có trái luôn nè. Người thấy không, trái quá trời trái ha. Thì thường cái sung này mọi người gần Tết á, mình lạc hết cái lá đi thì nó sẽ ra trái, không là dòm trái nhiều lắm, không có lá luôn. Xong rồi nó sẽ bắn cái đọt non mọi người, bắn cái đọt non ra là nó màu đỏ tươi, nó đẹp lắm nha mọi người. Lúc mà tụi mình cũng đi làm không có thời gian nó quay video thôi, hôm nay về sớm sớm một chút. Bây giờ quay cây sung Đài Loan siêu trái cho mọi người xem thư giãn ha mọi người. Vậy đó mọi người, nhà mình có được mấy cây á thì trái nó cũng rất là nhiều, bên đây nó cũng có một cây nè mọi người, trái cũng nhiều lắm. Thì mình sẽ ra quay qua đây review cho mọi người xem cái bên này ha. Đó, mọi người thấy không? Nhà mình thì cây nhiều lắm mọi người, thích trồng cây lắm. Mình thì thích trồng cây với bông hồng đồ nhiều lắm mọi người, mai đồ nữa. Nhưng mà ở thành phố mọi người đất trồng nó không có, chăm cũng khó. Thành ấy, đây là mọi người. Cái này bữa nó ra trái nhiều lắm mọi người, thì nó cũng đã rụng bớt hết rồi, chứ thấy con chim nè, nó cũng ăn hết rồi. Giờ nó ra cái đợt mới nè mọi người, trái này ăn cũng được rồi mọi người. Trái này ăn nó nó chua chua ngon lắm mọi người. Cái này rất đẹp nè mọi người. Cây này nếu mà mình bữa trước mình có kêu giá bán á mọi người, nó khoảng tầm 3,5 triệu đó mọi người. Thấy không? Sung này nếu mà giá bán nó khoảng tầm 3,5 triệu đó mọi người, sung của Đài Loan ha. Trái rất là nhiều nha. Thì cái lá nó bắt đầu nè mọi người, cái lá nó bắt đầu nó vàng đi, nó vàng đi nè. Đó, thì nó sẽ chuẩn bị, nó sẽ rụng đi, nó ra trái rất là nhiều. Mình đang cho nó ra hết cái mùa này, bắt đầu mình sẽ tưới nước gạo mọi người, cho nó ra thêm đợt hàng sau này nữa là nó vừa Tết luôn. Năm nào mình cũng canh mấy cây sung này nè, làm cho Tết nó ra rất là nhiều trái ha, đôm ở trong nhà. Đó. Thì lâu lâu quay cho mọi người xem thư giãn tí thôi. Bông hồng mình chiếc qua mình ra jam quá trời luôn nè ha, cũng chưa vấy được. Này cái dâu bonsai này mọi người, đó, bữa mình cũng đã làm xong rồi nè. Đây là cây su su nè, bữa giờ mình đi làm tự nhiên gió nó rớt xuống luôn, nó chết mất một giây. Mình trồng 2 giây tự nhiên chết mất một giây. Mình nhà mình trồng cây cấu nhiều lắm mọi người. Đó, mọi người thấy không, đẹp lắm nha. Đây, mọi người thấy bắt đầu hoa, là bắt đầu hoa giấy rồi. Mình cũng đã cho bắt đầu cho ra hoa rồi nè, giờ là nó nở ra hoa tới Tết luôn đó mọi người. Thì còn hoa hồng thì không khỏi nói ha, ngày nào cũng có hoa hồng nữa mọi người, rất là đẹp, nhiều sắc tươi. Mọi người thấy không, đây là cái vườn cây hoa hồng á mọi người. Đó, chứ các loại cây nè, bông giấy nè. Đó, đó. Mọi người thấy không, hai ơi hai con chó này nè, nó quậy lắm nè mọi người. Má bữa bệnh nó mới đi tìm hết
một đờ mấy trăm ngàn á, giờ nay khỏe rồi nó chạy đi chơi nè. Còn đây cái khớp bonsai nha mọi người ha, đó mình thấy không, khớp bonsai ha, hai cái khớp bonsai. Đây là cái cây hoa giấy thác đổ nè mọi người, thì giờ mình chưa có cho ra hoa đâu mọi người, thì đang trong giai đoạn dưỡng thôi, chắc cỡ thêm cuối tháng 10 là bắt đầu mình ấy ha mọi người, bắt đầu mình xử lý cho nó ra hoa. Còn cái này thì mình cho ra hoa để chơi rồi mọi người. Thì hoa giấy thì nhà mình cho ra hoa quanh năm suốt tháng mọi người, thấy không? Đợt kia rồi mình mới bón tí siêu phân NPK mọi người thấy bắt đầu là nó bung ra nè, trời ơi, quá trời nhiều ha. Mọi người thấy không? Đây là hoa giấy sắc pháo nha mọi người, rất đẹp, màu rất tươi. Mọi người thấy không? Cái lúc mà mình bón phân đầy đủ á mọi người, cái hoa giấy này màu nó tươi, nó đẹp lắm nha. Mọi người thấy không? nó không đủ phân á thì cái màu nó nhợt hơn nha mọi người. Còn đây là hoa giấy của Thái nha mọi người, màu đỏ tươi. Thì lâu lâu thì mình cũng quay cái vườn sơ cho mọi người xem, thư giãn đồ. Nói chung là một ngày làm việc cũng vất vả mọi người, ai cũng phải đi làm á mọi người, thì tối tối mình có thể xem cây hoa hoặc là săn bắt đồ cũng được. Mọi người thấy hoa hồng rất là đẹp ha, rồi đầu luôn mình mới ra quy một lô hoa hồng luôn mọi người. Bữa mình cũng có là quay video rồi hướng dẫn trồng rồi mọi người, nhưng mà chưa làm kịp nữa, mình chưa làm, chưa đăng được nữa mọi người. Mà lúc nào làm xong thì đang thôi, giờ này con gái mình cũng đi học rồi, nó cũng không có thời gian để làm video, còn mình thì làm suốt ngày không ở không mọi người. Thì đa phần video là con gái làm hết, mình có làm, mình chỉ có quay thôi, rồi còn con gái mình đã làm hết. Thì giờ này vô mùa bắt đầu là con gái đó, gái mình nó học bên phần sắc đẹp, bên kỹ nghệ mọi người, đi là chuyên bên spa sắc đẹp. Thấy không? Thêm người thăm chơi tí ha. Là mọi người, cây hoa rất là đẹp ha. Mấy cây mai chơi thủy bonsai đó mọi người. Thì mai chơi thủy mình chưa cho ra hoa đâu mọi người. Thì chắc khoảng tháng mấy nữa bắt đầu mình mới, tháng nữa mình mới xử lý cho ra hoa mai cho thủy ra hoa nữa mọi người. Thì sau khi mình cho xử lý cho ra hoa, nó sẽ ra hoa đều hết luôn mọi người, rất là đẹp. Thì năm nào mình cũng làm mấy cái hoa xử lý mấy cái hoa nè, cái mấy cái mai cho thủy rất là đẹp. Hôm nay thì lên mình chỉ có review cái vườn đi tham quan cho mọi người ha, lúc đi làm về nó thấy mệt mệt thôi thì quay cho mọi người xem một chút ha. Đó, mọi người thấy không? Đây là bên vườn cây kiểng nha mọi người. Còn trong nhà thì vườn hoa lan, thì hoa lan thì vừa mình lúc nào mà ai ấy thì mình review cho mọi người xem tiếp ha. Thôi thì chúc mọi người thật nhiều sức khỏe ha, bye mọi người ha. Giờ mình đi vô.